Xin chào tất cả các bạn, chào mừng đến với phần livestream vào thứ hai hàng tuần của Anna. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau livestream với một cái chủ đề mà Anna thấy là được rất là nhiều người quan tâm. Đó là làm thế nào, có một cái công thức nào để mình có thể hoàn toàn chủ động trong mọi việc. Tức là ở đây mình muốn nói đến là mình sẽ chủ động 100% trong mọi việc, trong mọi tình huống. Bất kể là sẽ có những sự cố xảy ra, bất kể là có những cái việc mà không như mong muốn xảy ra. Và không biết giờ này thì các bạn đã ăn tối chưa nhở? Và nếu như bạn đã có mặt ở trong cái phần livestream này thì chúng ta sẽ có một màn chào hỏi diễn ra trong vòng khoảng 2-3 phút để chúng ta có thể bắt đầu vào cái phần livestream chính nhá. Bạn nào đang online có thể say hi đi được không ạ? Để Anna xem ở trong điện thoại thì mình sẽ biết rõ được là bạn nào đang xuất hiện ở trong cái phần livestream này hơn. Hello, xin chào các bạn. Các bạn hãy giúp Anna tag tên bạn bè của mình, những người mà bạn nghĩ rằng là cái công thức này, cái chủ đề này sẽ có hiệu quả với họ. Đồng thời là giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này lên Facebook cá nhân. Thông thường thì những cái phần livestream của Anna về chủ đề phát triển bản thân thì được ưa chuộng và được rất là nhiều người yêu thương. Bởi vì mình cũng nói đến những cái thứ mà giúp cho chúng ta có thể từng bước vượt qua được những cái chướng ngại. Mà những cái chướng ngại ở đây nó không đến từ thế giới bên ngoài mà nó đến từ thế giới bên trong. Và đôi khi bởi những cái chướng ngại mà ở thế giới bên trong mà chúng ta nhìn thấy rất là nhiều chướng ngại ở thế giới bên ngoài, bằng chính cái phương pháp mà chúng ta phát triển ở cái thế giới bên trong, nó sẽ làm cho chúng ta mỗi ngày một tỉnh táo hơn, một bình an hơn, tâm của chúng ta mỗi ngày một định hơn, và từ đó chúng ta sẽ nhìn nhận được cái thế giới bên ngoài đúng với bản chất của nó, chứ không phải là với cái bản chất của mình. Đó. Và nếu như các bạn đã đang online rồi thì Anna sẽ xin được đi vào cái phần chính của chủ đề ngày hôm nay. Có phải là thông thường á, khi mà chúng ta mà có cái có một số những cái sự việc khi mà chúng ta xảy ra, mình sẽ cảm thấy là không như ý muốn của mình, và khi mà nó không như ý muốn của mình thì mình lại chọn ở lại trong nó quá lâu. Anna lấy ví dụ nhá. Ví dụ như là có một, đương nhiên là trong cuộc sống này thì những cái sự cố hay là những cái xung đột hay là những cái thứ mà người ta gọi là không vui ấy, nó xảy ra là luôn luôn có. Và mỗi chúng ta thì sẽ có một cái cách hành xử với cái sự việc đấy khác nhau. Có những người thì người ta thoát ra một cách nhanh chóng, mà có những người thì người ta vẫn bị ở lại ở trong đấy. Và khi mình ở lại ở trong đấy á, mà nó càng lâu thì nó càng hút năng lượng của mình, và nó càng làm cho cuộc sống của mình trở nên khó chịu hơn. Thế thì bây giờ bạn hãy hình dung lại, có một cái lúc nào, một cái sự việc gì đấy xảy ra và bạn cảm thấy là nó không như ý muốn của bạn. Khi mà bạn hình dung được rồi thì bạn có thể comment vào là tôi đã có cái việc đấy. Được chưa nào, chúng ta hãy cùng hình dung một cái lúc nào đó, một cái sự kiện cụ thể nào đấy mà mọi việc nó không như ý muốn của mình xảy ra. Bạn có cái việc đấy chưa? Sau khi bạn đã có được cái sự việc đấy rồi thì bây giờ bạn hãy nhớ lại là vào cái thời khắc đấy, cái cảm xúc của mình như thế nào. Vào chính cái thời khắc mà cái việc mà không như mong muốn đấy, cái cảm xúc của mình như thế nào. Và bạn hãy nhớ lại, tua chậm lại cái hành trình lúc đấy mình đã phản ứng như thế nào. Lúc đấy mình đã giận dữ, mình đã nói câu gì, mình có thái độ nào. Và rồi mình hãy nhớ lại thêm nữa là mình đã ở trong một cái trạng thái cảm xúc được có thể tạm gọi là thiếu cân bằng đấy trong khoảng bao lâu. Đó, đấy nhá. Thứ nhất này là bạn nhớ lại một cái lúc mà bạn cảm thấy là khó chịu, một cái sự kiện gì đấy xảy ra khiến bạn khó chịu. Cái thứ hai là bạn nhớ lại xem lúc đấy bạn đã có cái hành xử như thế nào, từ bằng kể cả suy nghĩ nhá, lời nói, cử chỉ, hành động. Và cái thứ ba là bạn đã ở lại bên trong cái trạng thái cảm xúc đấy trong bao lâu. Có ba thứ rồi. Khi mà bạn đã hình dung lại trong đầu mình rồi thì chúng ta sẽ có thể tiếp tục được cái phần này. Bạn có chưa ạ? Rồi, ok. Nếu như các bạn đã có được một cái sự việc như thế thì chúng ta hãy hình dung lại này. Bây giờ một sự việc nó xảy ra, lấy ví dụ Anna bị một người nào đấy lừa. Thế thì cái việc mà mình bị lừa nó gọi là cái sự kiện. Thế còn cái cảm xúc của mình khi mà mình bị lừa thì nó lại đến từ mình. Và từ cái cảm xúc đấy mà mình sẽ có một cái quyết định là tôi sẽ không tin này nữa. Đó là nó sẽ ra một cái kết quả. Vậy là bởi vì một người lừa mình, rồi mình có một cái cảm xúc là mình có một cái kết quả là mình sẽ không tin này nữa. Thì theo các bạn, cái đấy nó đến, cái kết quả đấy nó đến từ mình hay nó đến từ người ta? Hãy comment xuống ý kiến của các bạn, nó đến từ mình hay đến từ người ta.
Xin chào tất cả các anh các chị nhá. Anna có chỉ có khoảng tổng cộng là 30 phút thôi, cho nên là mình sẽ xin phép được bỏ qua cái phần chào hỏi để mình đi vào cái phần livestream chính. Dạ. Nếu mà giả sử như cái kết quả là mình không tin này nữa, có những người sẽ nói rằng là à, bởi vì có những cái người mà người ta đã lừa dối mình, người kia người ta đã lừa dối mình, làm cho mình cảm thấy là mình mất niềm tin vào cuộc sống. Cũng có những người nói rằng là à, cái việc mà người đấy có lừa mình hay không là chỉ là một người đấy lừa mình thôi, chứ không có nghĩa rằng là cả thế giới này đã lừa mình. Đấy, thế thì mỗi người sẽ có một cái cách hành xử và sẽ có một cái phản ứng khác nhau, đúng không ạ? Hay như thế này, mình có người yêu. Một ví dụ khác, mình có người yêu, sau đó thì cái người yêu đấy mới lừa dối mình, tức là cắm sừng mình và anh ấy có một mối quan hệ ngoài luồng với một người khác. Thế xong rồi mình đưa đến một kết luận là tôi không cảm thấy đàn ông là đáng tin nữa, tức là tất cả đàn ông đều không chung thủy đó. Thế thì cái việc mà mình có cái kết quả là tất cả đàn ông, mình có một cái kết luận là tất cả đàn ông đều không chung thủy, nó theo các bạn nó đến từ phía mình hay nó đến từ phía cái sự kiện đấy đã xảy ra? Nào các bạn hãy comment đi. Khi các bạn comment và các bạn tương tác càng nhiều thì các bạn sẽ càng nhanh có được cái, tức là cái này nó cũng là một góc nhìn của Anna thôi, và các bạn sẽ càng nhanh biến cái góc nhìn đấy thành chính là góc nhìn của mình. Anna sẽ xem là các bạn trả lời như thế nào nhé. Anna rất là tò mò muốn biết xem là cái quan điểm của các bạn, ví dụ một người đó lừa mình và mình cái anh người yêu mà lừa dối mình đi, cái đấy hay hơn. Nếu có một anh người yêu anh ấy lừa dối mình và cuối cùng mình đưa đến một cái kết luận là tôi sẽ bây giờ tất cả đàn ông trên đời này đều, tức là tình yêu là không chung thủy, và tất cả đàn ông trên đời này đều không đáng tin ấy, đó, thì theo các bạn là cái đấy là nó đến từ mình hay là nó đến từ cái sự kiện đấy? Đó, bây giờ như thế này, cái cách mà mình để mình có thể chủ động được mọi việc nó nằm ở chỗ này. Đương nhiên mỗi chúng ta trong cái hành trình này chẳng ai có thể nói khôn nói ngoan được hết. Có thể một số người rất giỏi trong một số tình huống, nhưng mà những cái lĩnh vực khác thì họ lại có một cái phản ứng cũng đang còn trẻ con lắm. Ngay cả bản thân Anna cũng thế thôi. Mình cũng thấy rằng là trên cái hành trình này cũng có những lúc mình xử lý rất là nuột nà, mình có thái độ rất là tích cực, và vẫn có những cái tình huống khi nó chạm vào cái điểm mà cái thuộc về bản chất của mình hồi giờ, mình vẫn chưa có gọi là chưa đắc đạo ấy, thì đương nhiên mình sẽ bắt đầu bộc lộ ra những cái phần tiêu cực của mình. Và thường trong những cái lúc đấy thì mình hay nhớ lại một cái bài học là sự kiện cộng với cả thái độ mới thành kết quả, sự kiện cộng với thái độ mới bằng kết quả. Comment cái câu đấy xuống đi ạ. Sự kiện cộng với thái độ thì mới bằng kết quả. Chúng ta không thể thay đổi được những sự kiện đã xảy ra. Chúng ta lỡ làm vỡ ly nước thì tức là ly nước đã bị vỡ rồi, cái ly đã bị vỡ rồi. Chúng ta lỡ làm người khác tổn thương thì cái việc đấy cũng đã xảy ra rồi, và chúng ta không thể thay đổi được cái điều đấy nữa. Thế thì bây giờ cái mà mình có thể thay đổi được chính là thái độ của mình. Giả dụ như thái độ của mình mà mình hành xử với nó là tích cực, hoặc là mình cứ ở, ví dụ mình đã lỡ làm ai tổn thương rồi, mình cứ ở lại mãi trong cái nỗi đau đấy chẳng hạn, thì mình tiếp tục dằn vặt mình, và điều đấy không đi đến một kết quả hữu ích nào cả. Thế cho nên là cứ mỗi lần mà có một sự kiện gì đấy xảy ra, hãy quan sát bản thân mình. Sẽ có những lúc mọi thứ nó diễn biến quá nhanh, làm cho giống như là phim đã chạy xong rồi mình mới có thể quan sát được á. Nhưng mà ngay cả sau lúc đấy bạn hãy quan sát bản thân mình xem là mình đang như thế nào trong cái tình huống đấy. Và rồi mình hãy hỏi mình một câu hỏi là nếu bây giờ mình có cái thái độ đấy thì nó có hữu ích gì không? Nếu nó hữu ích thì bạn có thể tiếp tục làm. Nhưng mà nếu bạn thấy rằng nó cũng chẳng hữu ích, nó chẳng hữu ích cho mình và nó cũng chẳng hữu ích cho người khác, thì lúc này là cái lúc mà bạn có thể nghĩ đến cái việc là nên chăng mình phải thay đổi. Đó. Và nếu như mà bạn thấy rằng là cái thái độ mà mình đang hành xử này nó không hữu ích, thì lúc này cái việc mình cần làm là gì? Mình lại nhớ đến công thức là sự kiện xảy ra phải cộng với cái thái độ của mình với bằng cái kết quả. Và Anna có theo học một người thầy về phát triển bản thân, thì thầy cho rằng là sự kiện nó chỉ chiếm có 10% thôi, cái thái độ của mình nó sẽ chiếm 90% và nó sẽ tạo ra kết quả là 100%. Nhiều người trong chúng ta và ngay cả bản thân Anna cũng vậy, đôi khi chúng ta để cho cái sự kiện bằng kết quả luôn,
À, tức là một sự kiện xảy ra mình để cho nó tạo ra kết quả luôn và mình quên mất rằng là à chính cái phản ứng của mình, chính bản thân mình phải là người mà có quyền năng để mà tạo ra kết quả chứ không phải là cái sự kiện đấy. Nếu với góc nhìn này thì bạn sẽ có hai cái trạng thái, người ta gọi là hai cái khung, khung lãnh đạo và khung nạn nhân. Cái khung lãnh đạo và khung nạn nhân mình comment xuống đi ạ. Khung lãnh đạo và khung nạn nhân. Thế bây giờ hai cái khung này nó khác nhau như thế nào? Với cái khung lãnh đạo thì tức là gì? Tức là mình chịu trách nhiệm 100% cho mọi suy nghĩ, cảm xúc, hành động và kết quả của bất kể một cuộc giao tiếp nào. Và với cái khung lãnh đạo này thì để thế giới có thể thay đổi được thì mình phải là người thay đổi trước. Đó. Còn với cái khung nạn nhân thì sẽ như thế này. Với khung nạn nhân thì là mình sẽ phàn nàn, mình sẽ đổ lỗi, mình sẽ nói là tại cái A, tại cái B, tại cái C đã xảy ra. Và với cái khung nạn nhân này này thì để thế giới thay đổi được thì ai đó ngoài kia phải thay đổi trước chứ không phải là mình. Đấy, nó chỉ khác nhau mỗi như thế thôi. Và bạn thì theo bạn chúng ta nên chọn khung nào để chúng ta có thể làm chủ 100% được mọi việc xảy ra trong cuộc sống của mình ạ? Theo các bạn, là mình sẽ chọn cái khung lãnh đạo hay khung nạn nhân? Một câu rất hay, để thế giới thay đổi, bản thân mình phải thay đổi trước là khung lãnh đạo. Nếu mà khung nạn nhân là để thế giới thay đổi thì ai đó ngoài kia phải thay đổi trước. Đấy là khung nạn nhân. Thế thì cứ mỗi lần mà Anna nhớ lại cái bài học này thì mình lại cảm thấy rằng là mình lại có thể rút kinh nghiệm thêm một chút với những sự việc gì đã xảy ra. Và nếu như mà mình luôn luôn chịu trách nhiệm 100% với tất cả những hành vi, cử chỉ, lời nói, cảm xúc và kết quả của một việc giao tiếp thì chắc chắn bạn sẽ luôn làm chủ được bất kể một tình huống nào trong cuộc đời. Đương nhiên, chúng ta sẽ không đơn giản mà một bước là chúng ta đến ngay được được gọi là được cái level đấy. Thế nhưng mà chúng ta luôn có ý thức là chúng ta cần phải hướng đến cái level đấy. Giống như có lần Anna hỏi là một cuộc hôn nhân thì mỗi người đóng góp bao nhiêu? Nào, trong theo các bạn, trong một cuộc hôn nhân thì mỗi người đóng góp bao nhiêu? Vợ và chồng, mỗi người đóng góp bao nhiêu vào kết quả của một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Nào các bạn hãy viết ra đi, 30%, 50%, 100%, bất kể một con số nào. Hai phần, mỗi người đóng góp bao nhiêu để tạo ra được một kết quả của một hôn nhân hạnh phúc? Theo các bạn. Đây. Anna đang xem nào. Các bạn comment xuống cái câu trả lời của mình nhá. Comment xuống cái câu trả lời của mình. Theo các bạn, trong một cuộc hôn nhân thì người vợ và người chồng mỗi người đóng góp bao nhiêu phần trăm vào cái kết quả của một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Anna đang xem. Chưa, chưa thấy ai trả lời câu hỏi này cả. Hay là nó bị chậm nhỉ? À, mình đã thấy có một ai đấy nó là 100%. Huệ Phan, em ơi ai đóng góp 100%? 100% là tôi. Mình thấy cũng có ít bạn trả lời tương tác. Cái này chắc là do mình chưa biết đặt những cái chưa biết kêu gọi những cái hành động mà hợp lý, cho nên là các bạn hãy giúp Anna comment cái câu của các bạn xuống, và khi mà các bạn comment cái câu đấy xuống thì rõ ràng chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để bàn. Có rất nhiều người bạn của mình đều đều comment là 100%. Yes. Câu này rất là đúng. Tức là sao? Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là mỗi người một nửa, mọi người hay nghĩ rằng là cái người vợ và người chồng đều phải đóng góp vào. Vậy có nghĩa là gì? Là mỗi người, ví dụ có 10 chai thì mỗi người phải đóng góp vào 5 chai, đúng không anh Việt Bùi? Tức là mỗi người phải đóng góp vào một nửa, mỗi người phải đóng góp vào 50% thì nó mới tạo thành. Nếu mà mình có cái suy nghĩ và quan điểm đấy thì nghĩa là sao? Khi mình có suy nghĩ và quan điểm đấy thì em đã đóng góp như thế này rồi, em đã xây dựng như thế này rồi, em đã làm như thế này rồi, thì bây giờ từ phía anh cũng phải làm cái A, cái B, cái C thì cuộc hôn nhân của chúng ta mới hạnh phúc được. Còn cái chuyện này xảy ra là bởi vì em đã làm rất tốt 50% của em, còn 50% của anh thì anh làm sai bét. Bản thân Anna trước đây Anna cũng ở trong cái trạng thái như vậy. Mình cứ nghĩ là cái phần của mình làm tốt rồi, bây giờ là do cái phần của người ta, hoàn toàn do cái phần của người ta mà mọi chuyện nó không được như ý muốn. Sau này khi mình đi học phát triển bản thân thì đúng như một số anh chị đã trả lời
là chúng ta mỗi người đều đóng góp 100% vào cái hạnh phúc đấy. Chúng ta đóng góp 100% cái trách nhiệm trong cái kết quả của việc giao tiếp đấy. Và khi mà như thế thì chúng ta không còn phàn nàn, không còn đổ lỗi, không còn biện minh, không còn đóng vai nạn nhân là một ai đó đang nợ mình, một ai đó đang đang tạo ra những cái đau khổ cho mình, hay là tạo ra một cái kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nếu như tất cả chúng ta mỗi người đều đóng góp 100% vào kết quả của việc giao tiếp, 100% vào cái kết quả của cuộc hôn nhân đấy, thì rõ ràng là anh 100%, em 100%, khi bất kể sự việc nào xảy ra, mình đều quay trở lại với chính mình và đều hỏi xem là trong tình huống đấy tôi hành xử như thế là tôi đã chịu trách nhiệm 100% với hành động của mình chưa. Trong trường hợp mà bạn đã chịu trách nhiệm 100% với hành động của mình rồi thì chắc chắn lúc đó là lúc bạn sẽ làm chủ bất kể một cái tình huống nào, ngay cả khi sự cố nó xảy ra. Đấy là một cái điều chắc chắn. Nếu bạn nào mà chưa từng làm cái này thì bạn hãy tin ở mức độ trải nghiệm. Tức là bạn nghe Anna nói bạn có thể không tin, mà bạn hãy tự mình trải nghiệm cái điều đấy. Tự mình đưa vào mình vào một cái quá trình luyện tập. Mà cái quá trình luyện tập là khi một sự cố gì đấy xảy ra, rõ ràng mình thấy thằng kia là người có lỗi, rõ ràng. Thế mà mình hãy cứ cho phép mình nói rằng là em xin lỗi, cái đấy là lỗi của em. Và Anna, chắc là Anna nói xong cái phần này, Anna cũng sẽ làm một cái động tác tương tự như thế. Rõ ràng là trong cái hành trình của mình cũng khó lòng mà mình có thể hoàn hảo hết trong mọi trường hợp. Và có điều là mình đã học được bài học gì, mình rút ra được bài học gì trong tất cả những tình huống đấy khi mà những tình huống đấy nó xảy ra. Anna mới nhớ đến một cái ví dụ rất là hay mà vừa mới nhớ xong mà nói hết câu thì bị quên. Có một cái ví dụ về cái tình huống là mỗi người đóng góp 50%, 50% hay mỗi người đóng góp 100%. Ngay cả trong cái kết quả của một cái cuộc giao tiếp hay là mối giao tiếp thông thường thôi, thì cái phần này cũng là một phần rất là quan trọng. Trong tình huống mà mình luôn chờ đợi người kia sẽ làm gì rồi mới đến lượt mình làm gì ấy, tức là mình đôi khi mình nghĩ rằng mình có cái giá của mình, mình có cái giá của mình, thế là gì, mình phải như thế nào chứ, thế mình cứ chờ rằng là cái người kia thái độ phải như thế nào thì tôi mới có thái độ tương ứng lại. Thế bây giờ là cái cách mình phải thay đổi. Mình luôn luôn có thái độ 100% chịu trách nhiệm với tất cả mọi cái hành vi, tất cả mọi cái gì xảy ra. Thì mình là người luôn luôn chịu trách nhiệm 100%. Và luôn luôn mình dành cho họ một cái thái độ tốt nhất, một cái thái độ tích cực nhất. Thì chắc chắn họ cũng sẽ nhận ra điều đấy, họ sẽ cảm nhận điều đấy. Và họ sẽ có một cái thái độ hành xử tương tự lại với mình. Còn nếu mà mình cứ chờ đợi rồi người kia cũng chờ đợi, thế là chẳng ai sẽ là người có cái hành động tích cực trước. Hoặc là chẳng ai chịu cho phép được là hạ xuống một chút và cho phép được điều chỉnh cái thái độ để cái kết quả của cuộc giao tiếp đấy nó trở nên tốt đẹp hơn. Thế thì nói đến đây chắc chắn là các bạn đã hiểu được cái công thức là gì rồi. Công thức làm những cái gì đấy nó rất là đơn giản. Và công thức nó là cái thứ mà chúng ta tìm cách chúng ta cụ thể hóa ra từ cái việc là từ cái kết quả công việc. Mà xin lỗi, từ cái thứ bên trong, từ cái thứ bên trong của chúng ta mà chúng ta cụ thể hóa ra thành một cái gì đấy mà chúng ta có thể lý giải được ở bên ngoài. Cho nên là với những thứ thuộc về phạm trù biến đổi một cái thứ từ ngôn ngữ tư duy mà thành cái ngôn ngữ bên ngoài là nó rất là sao nhỉ, khó hình dung đấy. Các bạn hãy nhớ là bên trong não của chúng ta không có ngôn từ. Bên trong não của chúng ta hiểu là bởi vì hình ảnh này, bởi vì cảm xúc, bởi vì mùi vị, bởi vì màu sắc, bởi vì âm thanh. Cho nên rằng là thường ấy, cái cách mà để chúng ta có thể hóa giải được cái điều đấy, hóa giải được những hình ảnh diễn ra ở trong đầu chúng ta, để từ đấy chúng ta hóa giải được cái cảm xúc từ tiêu cực thành tích cực ấy, nó là một cái hành trình. Thì hôm nay bạn hãy cứ, nếu bạn chưa hiểu phải làm như thế nào thì hôm nay bạn hãy cứ chấp nhận nó đi. Và khi bạn chấp nhận nó rồi thì trong cái phần live stream sau, Anna sẽ chia sẻ với bạn một cái kỹ thuật để bạn có thể hóa giải được cái điều đấy. Nhưng mà trước khi bạn hóa giải thì bạn phải có ý định nó đã. Ngày hôm nay chúng ta nói về ý định. Cái ý định là bạn muốn mình là người chịu trách nhiệm 100%. Khi mình là người chịu trách nhiệm 100%, Anna xin nhắc lại, bạn sẽ làm chủ được tất cả mọi cuộc giao tiếp trên cái cuộc đời này. Và cái phần chia sẻ chính của Anna hôm nay đến đây là kết thúc. Bây giờ đang có rất là nhiều người đang xem cái phần live stream này, và Anna đang xem là các bạn có cái gì hỏi hoặc là cái gì điều chia sẻ gì hay không, thì mình sẽ cùng nhau trao đổi tiếp.
Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi cái phần livestream của Anna. Chắc chắn là chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều thì chúng ta mới có thể có một cái thực hành. Bởi vì cái thực hành, cái quá trình này nó mới quan trọng. Khi mà mình nói thì nó rất là dễ dàng, nhưng mà trong cái quá trình của mình thực hành, mình sẽ thấy rằng là nhất là đối với những cái người mà gần gũi mình á, thì thường mình hay bị mắc sai sót hơn là với những người lạ. Với những cái người lạ thì thường chúng ta hành xử một cách rất là ý thức, hay là bản thân Anna là như thế. Với những người lạ Anna cư xử một cách rất là ý thức, nhưng mà với những cái người quen thì tự nhiên mình không có một cái lớp phòng vệ nào cả. Và khi không có một cái lớp phòng vệ nào cả là có đôi khi mình bộc phát ra. Và như thế thì nó làm cho cái kết quả của cuộc giao tiếp đấy nó chả đi đến đâu cả. Và mấu chốt cho đến tận cùng mọi thứ trên cuộc đời này đều là giao tiếp. Để business thành công, để kinh doanh thành công là giao tiếp. Để mà người trong cùng một đội nhóm có thể hiểu nhau cũng là giao tiếp. Để hai vợ chồng có thể hiểu nhau cũng là giao tiếp. Để cha mẹ có thể hiểu nhau cũng là giao tiếp. Để mình và chị em gái có thể hiểu nhau cũng là giao tiếp. Để mình và con mình hiểu nhau cũng là giao tiếp. Thế thì có ai mà hoàn hảo ngay từ đầu không? Anna không biết, nhưng mà riêng Anna thì Anna không. Mình cũng là một con người bình thường như bao nhiêu người khác. Và mình cũng có những cái nỗi sợ hãi, và bản thân mình cũng có những cái thứ bị chi phối. Mọi người đều rất là dễ dàng tích cực trong cái tình huống mà chúng ta hoàn hảo, chúng ta có nhiều tiền, chúng ta có nhiều mối quan hệ tốt, chúng ta đang có kết quả công việc tốt, thì ai cũng có thể tích cực hết. Mấu chốt là trong những cái tình huống mà mọi việc đang xung đột, hoặc là mọi việc đang dồn nén, hoặc là mọi thứ nó chưa như ý mình, thì mình vẫn phải luôn giữ cái tích cực đó, luôn giữ được cái khung lãnh đạo đó. Thì từ cái khung lãnh đạo đó nó sẽ điều hướng tất cả mọi cái cử chỉ và hành động của mình. Vì vậy xin chúc các bạn có thể sử dụng được công thức này một cách hiệu quả nhất. Và hãy nhớ rằng là cho dù có việc gì đấy xảy ra thì hãy luôn luôn nghĩ lại là nếu bây giờ mình hành xử như vậy nó có hữu ích gì không. Và nếu như ngay cả khi mà mình đã có một cái hành xử mà bạn thấy rằng là nó thiếu hợp lý, thì bây giờ bạn sẽ lựa chọn được một cái thái độ mà bạn sẽ sử dụng cho cái bước tiếp theo. Tức là bạn sẽ phải tìm cách để thay đổi được cái điều đấy. Mình không thể thay đổi được cái sự kiện xảy ra nữa rồi, nhưng cái thái độ của mình là nó thuộc về chính mình, và mình sẽ nắm bắt được 100% tất cả mọi cái suy nghĩ, cử chỉ, hành vi, thái độ của mình. Xin chúc các bạn luôn luôn thành công và luôn luôn vui vẻ trong cả cuộc sống lẫn như là trong sự nghiệp. Và cảm ơn các anh chị em, các đồng đội của Anna rất nhiều vì luôn luôn ủng hộ Anna trong cái phần livestream này. Và thông qua cái phần livestream này thì một lần nữa mình lại muốn gửi cái lời thách thức đến tất cả những đồng đội của mình, những người mà đang xem cái phần livestream này. Các bạn, nếu bạn nào mà sẵn sàng tiếp nhận cái phần thách thức của Anna, tức là bạn hãy comment tôi. Bởi vì là cái thách thức này nó rất là đơn giản. Chúng ta đôi khi chúng ta cần có những cái buổi như thế này để chúng ta có thể thể hiện được cái thế giới bên trong, được cái thế giới nội tâm của mình ra bên ngoài. Bởi vì bình thường chúng ta rất là xa nhau, và cũng chẳng có cái cơ hội nào để có thể giao tiếp trực tiếp được với nhau. Bởi vì thế cho nên là để mà mình có thể hiểu được người kia thì tốt hơn hết là gì, từ phía mình hãy thể hiện được cái thế giới nội tâm của mình ra. Và như thế thì chúng ta cũng không che đậy. Và qua những cái quan điểm sống ấy mà, thì bạn có muốn che đậy cũng không che đậy được. Thế là bởi vì như thế cho nên là chúng ta sẽ tiếp cận được, và chúng ta sẽ hấp dẫn được, và chúng ta sẽ gặp gỡ được với những người mà yêu quý, trân trọng và phù hợp với chính cái con người thật của mình, chính cái thế giới bên trong này này, chứ không phải là cái vẻ bên ngoài mà mới đầu mình tạo ra. Bởi vì thế cho nên rất là mong tất cả những đồng đội của Anna, những người mà đang theo dõi cái phần livestream này, thì đã đến lượt các bạn nhận thách thức, và các bạn cũng tiến hành livestream, các bạn cũng tiến hành thể hiện được cái thế giới bên trong của mình đến với cộng đồng bên ngoài. Và Anna tin chắc rằng nếu như chúng ta thường xuyên làm những điều đấy thì chắc chắn rằng là cái những người xung quanh chúng ta dần dần là chúng ta sẽ thu hút được những người thích những cái quan điểm sống của mình, thích được những cái ý kiến chia sẻ của mình, và thích cái thế giới nội tâm của mình. Và từ đó chúng ta sẽ có rất 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 nhiều những người bạn tốt. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều, và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái phần livestream vào thứ hai tuần sau. Xin chào. Không bấm được.